dùng để luyện tập hơi thở hai tỷ. Mục đích là để luyện tập cái hơi thở hai tỷ, bởi vì nó chỉ hít vào và thở ra thôi. Nhưng bởi vì là hơi thở hai tỷ nó có ba cái loại hơi thở hai tỷ. Cái loại thứ nhất là một một vào nha, ra. Cái này mình gọi là hơi thở một một, có nghĩa là sao? Cái thời gian hít vào bằng hơi thở thời gian thở ra thì gọi là một một. Cái loại hơi thở thứ hai vào ra, và đây là 21, tức nghĩa là hít vào thời gian hít vào bằng gấp đôi thời gian thở ra, cái này gọi là hơi thở hai. Hơi thở thứ ba đây vào đây ra 12. Kiên trì tiêu giao một bước gồm có bốn thức. Bốn thức tất nhiên là chân phải sau, chân phải trước, chân trái sau, chân trái trước, và một thức ba hơi thở, đúng không? Một thức của nó là bao nhiêu? Ba thở hít vào là một, một hơi thở này, hai hơi thở này, đúng không? Ba hơi thở này, tổng cộng của một bước là 12 hơi thở, đúng chưa? Và một thức, một thức ba hơi thở là phải vận dụng ba hơi thở này. Có khó lên tí nào không? Vẫn nên biểu diễn đó. May quá, có cao thủ đỡ, nó đỡ thì như vậy. Đỡ lần màu. Hơi thở đâu là thức thứ nhất này, một một, và một một trong niệm, 2112. Cái này 11 này, bây giờ là 21 là hít vào lâu hơn hơi thở. Cái này là 31 này. À 12 này.